À, chúng ta đến với cái bài số vị trí đẹp này. Đề bài cho số nguyên dương n và dãy A1, A2, AN. Người ta định nghĩa số nguyên tố và người ta định nghĩa rằng một cái vị trí y chia dãy số thành hai phần là từ 1 đến y và từ y cộng 1 cho tới n. Đề bài người ta hỏi là đếm số lượng cái vị trí đẹp mà để chia dãy số này thành hai phần bằng nhau, mà sao cho số lượng số nguyên tố ở đoạn bên trái bằng số lượng số nguyên tố ở đoạn bên phải. Đấy. Đây là một cái câu hỏi phân loại rất hay. Ta có thể giải nó theo phương pháp quy hoạch động cơ bản. Đấy, nó thuộc lớp bài quy hoạch động cơ bản. Vậy thì đây, dãy số chia thành hai phần. Đấy. Thì khi đó ta sẽ thực hiện là đếm số lượng đoạn bên trái, đếm số lượng số nguyên tố ở đoạn bên phải và thực hiện công việc là đưa nó ra. À, nếu mà hai số lượng này mà bằng nhau thì y được gọi là vị trí đẹp, thì khi đó ta đưa chỉ số y ra. Vì số lượng số nguyên tố ở một dãy trên một dãy là không thay đổi, nên khi mà với con trỏ y di chuyển từ trái sang phải thì tổng số lượng số nguyên tố ở trong nửa trái và nửa phải luôn bằng tổng số lượng số nguyên tố trong dãy số. Để ta có một vài tính chất như vậy. Vậy thì với cái bài toán như trên thì thầy trò mình sẽ có việc như một số việc như sau. À, cái video này thầy sẽ đăng lại trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành nhé. Riêng cái bài này nó là một bài rất hay, thì thầy quay riêng ở trong cái chuyên đề quy hoạch động cơ bản, chuyên đề quy hoạch động rất hay và các bạn cần làm theo. Tuy nhiên đây là câu hỏi có tính chất phân loại đối với các em học sinh của trung học cơ sở. Rồi bây giờ Hiếu cùng các bạn sẽ thực hiện cái bài toán này như sau. Vậy thì ở bài toán này là một cái bài toán khá mới, bài C Lucky. Để thầy cho mình sẽ sang bài kế tiếp. Bài vị trí đẹp. Như vậy thì ta thấy rằng ở bài vị trí đẹp này thì ta có rất nhiều cái cách để làm bài toán. Đầu tiên thì thầy cũng đưa lại cái thằng này. Vị trí đẹp. Khỏi cái thằng này đi, lấy cái khung này. À, vị trí đẹp. Rồi. Vị trí đẹp là vị trí chia dãy số thành hai phần mà số lượng số nguyên tố bên trái bằng số lượng số nguyên tố bên phải. Vậy vậy đầu tiên ta sẽ phải xác định input, xác định được bài toán. Bài toán này cho nhập n và cái dãy A1, A2, AN. Output của bài toán thì ta sẽ thực hiện là đưa ra các vị trí đẹp. Đưa ra các vị trí đẹp. Nếu không có vị trí nào, ghi ra đây. Cầm giấy chứ thôi. Bây giờ bốn đây. Đây, tao học vẽ. Tắt điện, bố cho con. Nhớ bỏ áo khoác vào nhé, đẹp thân nữa. Thì ghi ra ngay. Rồi tới đây thì thầy trò mình sẽ tiếp tục nhé. Vậy thì sau khi xác định xong bài toán thì các em bắt đầu xác định thuật toán. Vậy thì thuật toán ở cái bài toán này thì các bạn nghĩ ngay cái cách đầu tiên. Đấy. À, cái nghĩ ra cách đầu tiên. Cách đầu tiên thì ta sẽ thực hiện cái bài toán thực hiện yêu cầu là tất nhiên ở bước 1 thì thầy cho mình vẫn nhập bình thường thôi. Ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc là duyệt qua tất cả các cái vị trí y nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n. Đây ta đang nghĩ theo cái cách thứ nhất nhé, nghĩ một cách tự nhiên nhé. Với mỗi cái y này thì thầy sẽ thực hiện
đi đếm số lượng các phần tử là số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 cho tới y. Thầy lưu nó vào cái biến S1. Vậy ở đây thầy sẽ thực hiện cái công việc là nếu và sau đó thầy thực hiện duyệt lại một phát nữa. Thầy duyệt K chạy từ vị trí 1 cho tới vị trí thứ y. Đến vị trí thứ y này nếu người ta tổ chức hàm nguyên tố của thằng AI, nếu AI là số nguyên tố thì nếu AI là số nguyên tố thì biến đếm tăng lên một đơn vị. Ở đây thầy phải tạo một cái biến đếm tạm, thầy gọi là biến D đi, thầy phải tạo nó bằng không. Bên kia các bạn có thể vừa code luôn được. Thì các em sẽ thực hiện tiếp cái công việc là tăng biến D lên, là lưu số lượng. Như vậy thầy đã lưu được nó vào thằng đây, thầy gọi nó là biến S1 nhé. S1. Rồi. Bây giờ công việc kế tiếp của thầy là thầy đi đếm số lượng số nguyên tố nằm trong từ vị trí thứ y cộng 1 cho tới vị trí thứ n, tức là nửa còn lại của dãy số, thầy lưu nó vào S2. Vậy thì khi đó ta sẽ thực hiện tương tự công việc như trên. Ta duyệt y chạy. Không biết là dạy các bạn vào ngày cuối tuần hay sao, thầy xúc động quá, nước mắt nước mũi đầm đìa. Rồi, cho đến vị trí thứ n. Nếu AI là số nguyên tố thì ta thực hiện là tăng biến đếm lên, là thằng S2 lên. Ở đây thầy khởi tạo thằng S2. Đấy, khi tính tổng thì phải tạo nó bằng không. Ở đây ta sửa, xin lỗi, định chính lại, đây ta đang for k, như vậy ở đây phải sẽ phải là ak. Rồi tới đây ta đã thu được kết quả của bài toán là thằng S1 và S2. Theo định nghĩa của bài toán, y được gọi là vị trí đẹp nếu S1 bằng S2, hai thằng đấy nó bằng nhau. Trong đó S1 và S2 là số lượng số nguyên tố nằm trong đoạn bên trái và đoạn bên phải. Thì khi đó nếu thằng S1 bằng thằng S2 thì ta sẽ thực hiện hai việc. Việc thứ nhất là ta đưa cái chỉ số y ra. Nhớ ta đưa y ra nhé. Sau đó ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ để phát hiện ra là có một nghiệm. Chuyện cầm cờ rất quan trọng ở chỗ đấy. Trước vòng lặp for ta khởi tạo cái biến cầm cờ bằng 1 à bằng 0 để thể hiện chưa có nghiệm nào. Duyệt qua tất cả các giá trị, nếu phát hiện ra một nghiệm thì ta đưa nghiệm đó ra. Ở đây thì ta cần một cái hàm được gọi là hàm nguyên tố. Tới thời điểm này bạn nào comment code được hàm nguyên tố rồi comment giúp thầy số 1, bạn nào chưa code được hàm nguyên tố comment cho thầy số 0 nhé. Ta xin mời Hiếu Việt, Dũng Trương. Cái bool nguyên tố ấy. Hàm kiểm tra tính nguyên tố Việt đã code được rồi. Hiếu Trương Dũng. Xúc động quá, nghe đầu anh kia. Ở đây ta sẽ chuẩn bị cái hàm một nguyên tố. Hiếu cũng đã tổ chức để kiểm tra xem một số nguyên dương u có là số nguyên tố hay không. Cái hàm bool nguyên tố này ta tổ chức ở trước int main nhé. Rồi như vậy ta đã có, sau khi thực hiện công việc trên xong thì ta đã thu được kết quả của bài toán, thì ta sẽ kết thúc giải thuật. Vậy thì đánh giá về độ phức tạp của giải thuật, về độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Thì ở cái bài toán này thì ta nhận thấy ở đây ta for cho chạy tới n, ta k cho chạy tới y, y đại nhất bằng n, do đó độ phức tạp là mất n bình. Hàm kiểm tra tính nguyên tố thì mất căn bậc 2 của số cần kiểm tra. Giá trị cần kiểm tra lớn nhất là thằng phần tử lớn nhất trong dãy số, đó chính là thằng A max. Vậy thì độ phức tạp của giải thuật sẽ là ô của n bình
n bình là số lượng phân tử, à, n là số lượng phân tử nhân với a max. Nhân với căn bậc 2 của thằng A max, các bạn trở về thì thầy gọi chữ căn này. Nhân với căn bậc 2 của A max. Thì làm theo cách này thì ta sẽ được khoảng tầm 50% điểm của bài. Vậy thì đi thi cái việc đầu tiên các em cần phải làm được theo cách này trước á, trước khi muốn cải tiến cải lùi cải luồng và thuật toán của chúng mình của chúng ta, tức là đầu tiên phải làm đúng đã, còn sau đó ta sẽ làm tối ưu. Tất nhiên bạn nào làm tối ưu được ngay từ đầu được thì tốt. Như vậy cái cách thứ nhất để làm bài toán vị trí đẹp này là làm như trên. Đó là cái cách thứ nhất. Rồi cách cách này thì ta sẽ cài đặt sau, có thể là buổi chiều nay các bạn sẽ cài đặt. Tuy nhiên ở đây thầy đang giới thiệu thuật toán cách 1 là cái cách for tất cả, for hai duyệt qua tất cả các chỉ số y. Đấy, duyệt qua tất cả các chỉ số y, với mỗi chỉ số y đếm số lượng số nguyên tố bên trái, đếm số lượng số nguyên tố bên phải, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì ta đưa nó ra. Rồi tiện đây thì thầy cũng sẽ đề xuất luôn cái thuật toán cách 2. Toán cách 2, rõ ràng cái chi phí lớn nhất của mình tại thời điểm này đó chính là cái chi phí là kiểm tra tính nguyên tố của một số, kiểm tra tính nguyên tố của một số. Bởi lẽ để kiểm tra một giờ số có là số nguyên tố hay không thì ta phải for cho tới căn bậc 2 của số đó, nên ra mất giá trị căn bậc 2. Dãy AI có rất nhiều các phần tử nên cái việc gọi hàm loại nguyên tố nó ở đây, đây là cách 2 ta có nhận xét. Rồi, chi phí lớn ở cách 1, trong cách 1 ở hàm bộ hàm nguyên tố. Đấy, chi phí lớn ở cái hàm này là mất căn bậc 2. Vậy thì để giảm được cái tạp của thuật toán, đấy, thì ta dùng giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes. Tới thời điểm này bạn nào code được giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes comment cho thầy số 1. Bạn nào chưa cài được đường giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes cho comment cho thầy số 0. Ôi Việt sao nhanh tay thế. Thầy đã kịp rồi. Rồi, sàng nguyên tố Eratosthenes tới thằng Amax. Rồi vậy tiện thể đây thì thầy cũng sẽ hướng dẫn các bạn giải thuật sàng nguyên tố luôn. Rồi, ok, như vậy thì ta sẽ cùng tìm hiểu luôn nhé. Vậy bước 1 sau khi nhập n vào dãy A1, A2, AN xong thì thầy trò mình sẽ thực hiện sang bước 2. Ở bước 2 ta sẽ thực hiện là tìm gì? Tìm giá trị lớn nhất của bài lưu vào A max hoặc là R max tùy mình. Nhưng mà A max. Và sang bước 3 ta mới bắt đầu thực hiện gọi giải thuật sang Eratosthenes cho tới thằng A max. Nhé, gọi giải thuật sàng. Khi gọi giải thuật sàng nguyên tố này thì ta thu được một cái mảng FI lưu trạng thái các số nguyên tố, lưu trạng thái Y có là số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 cho tới giá trị vừa sàng là A max. Vậy thì ta sang bước 4, ta sẽ thực hiện yêu cầu khởi tạo P bằng 0, ta cho y chạy từ 1 đến n và ta thực hiện cái công việc đếm số lượng số nguyên tố bên trái. Bây giờ nó cũng giống như giải thuật trên nhưng mà nó chỉ khác, thay vì việc đi kiểm tra AK có là số nguyên tố hay không thì nó kiểm tra xem ở trong mảng F
tại vị trí AK nó đang là giá trị true hay là false. Nếu ở trong bảng F này nó đang là giá trị true thì chứng tỏ thằng AK là giá trị true, là số nguyên tố đấy. Cái bảng F của cái thằng giải thuật sàng Eratosthenes nó lợi hại như thế. Việc kiểm tra tính nguyên tố nó chỉ mất có sau khi sàng xong để kiểm tra xem một số nào là số nguyên tố hay không, nó mất có O1, tức là mất một phép tính. Còn cái kia là mất căn bậc hai của cái giá trị cần kiểm tra. Tương tự như vậy ở đây thì ta có OF của AMA. Những cái giải thuật này thầy đang hướng dẫn Hiếu, Việt, Trương và Dũng cần phải cốt lại ngay nhé. Xóa sau khi dạy thầy dạy xong xóa đi cốt lại từ đầu, cốt đến khi nào nhớ thì thôi. Rồi bởi vì cái lượng bài mình làm xong nó quên ngay, vậy thì chỉ có một cách gì? Như vậy thì ở cách hai này ta nhận thấy có sự khác biệt, đó là ta sử dụng giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes để chuẩn bị ra được các cái trạng thái, các cái số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 cho tới AMAX. Rồi, tới đây ta thu được các cái giá trị y là kết quả của bài toán rồi. Khi nãy ta cũng đang nói quên mất, cứ quên một cái trường hợp vô nghiệm. Đấy, trước khi kết thúc thì ta có thêm là nếu P mà bằng 1 là bằng 0 thì ta thực hiện ghi đa năng. Ngược lại. Sau ta kết thúc giải thuật. Rồi như vậy tới đây thầy trò mình sẽ xử lý thêm trường hợp này. Tí nữa quên một trường hợp vô nghiệm. Thì độ phức tạp của giải thuật sử dụng theo giải thuật sàng nguyên tố này thì ta nhận thấy ở đây cái vòng for này ta chạy tới n, vòng for này ta cũng chạy tới n, nên độ phức tạp của giải thuật là nó sẽ là n bình. Để là n bình, hàm kiểm tra tính nguyên tố ở đây nó chỉ mất có một phép tính, mất một phép tính nhé, chi phí quá lớn, à quá bé. Nhưng ta lại cần phải sàng nguyên tố, do đó độ phức tạp của nó là n cộng a max. Sau đó a max là giá trị lớn nhất của dãy số. Thì ta đã tính được độ phức tạp của giải thuật. Đấy, xong rồi. À, đó là cái cách thứ hai. Cách này các bạn cũng sẽ cài đặt sau nhé. À, và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn, à thôi, có lẽ thầy phải hướng dẫn các bạn luôn về cái cách sử dụng sàng nguyên tố. Tí nữa ta code nhé, ta hướng dẫn luôn một lần. Thầy có tiếp cái giải thuật cách hai rồi. Làm theo cách này các bạn được thêm khoảng 30, là được khoảng 80% điểm của bài. Bây ta làm theo cách 3. Mấy đứa sẽ bảo thấy thế nó có cách thứ n trừ một không, thì bảo có. À, do đó thì ở ta thấy rằng là để giảm độ phức tạp ở từ giải thuật thì ta đã sử dụng được cái giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes cho tới AMAX rồi. À, tuy nhiên tới thời điểm này thì ta nhận thấy do cái chứ với ta do ta duyệt y chạy từ 1 cho tới n, nên với nên khi đi đến vị trí y thì đến vị trí thì số nguyên tố ở bước trước đó, bước y trừ 1 đã được tính sẵn, đã được tính rồi. Đã được tính rồi. Mà ở đây thì ta lại phải nhưng chưa được tận dụng. Tận dụng là như thế nào? Bởi lẽ trong cái giải thuật vừa rồi thì ta nhận thấy khi các em khi thầy trò mình for cho tới ở vị trí y này thì ta lại thực hiện đi đếm lại số nguyên tố ở đây. Đấy, sau đó lại đi đếm số nguyên tố ở đây. Xong tí nữa y nhảy sang thằng bên cạnh. Đây, y nó nhảy sang đây. Thì đáng ra cái giá trị từ đây đến đây mình đã tính được rồi, thì mình phải tận dụng.
Nhưng mà bây giờ không, ở đây ta lại ta for từ đây đến đây, ta lại đếm lại từ đầu. Rõ ràng việc thêm một cái phần từ nữa thì công việc của ta chỉ cần kiểm tra xem thằng này có phải là số nguyên tố hay không. Nếu nó là số nguyên tố thì nó sẽ bằng cái kết quả trước đấy, giả sử thầy gọi nó là S1 cộng lên một đơn vị là xong. Đúng không? Bởi vì thì khi đó cái đoạn ta không phải tính cái đoạn mà S1 đã tính sẵn rồi. Tương tự như vậy, cái thằng S2 cũng như thế. Bởi vì tổng số lượng số nguyên tố trong đoạn này là không thay đổi. Do đó nếu S1 mà tăng thằng một tăng lên một thằng thì thằng S2 nó sẽ giảm đi một thằng. Bởi vì tổng nó bằng n mà. À, tổng nó bằng số lượng số nguyên tố trên dãy số mà. À, từ đó thì thầy trò mình cũng bước 1 ta sẽ nhập n vào dãy A1, A2, AN. Bước thứ hai tìm giá trị lớn nhất lưu vào thằng A max. Bước thứ ba ta gọi sàng nguyên tố cho tới giá trị lớn nhất của mảng để thu được mảng EB lưu trạng thái các số nguyên tố từ 1 cho tới A max. Rồi, ở bước 4 thì ta mới bắt đầu cải tạo từ cải cải tiến từ đây ở đi. Ở bước 4 thì thầy sẽ gọi FI, à thầy gọi GI là số lượng số nguyên tố trong đoạn chỉ số từ 1 cho tới y. Từ 1 tới y. Hay nói khác là nếu mà ta gọi GI là số lượng số nguyên tố từ 1 cho tới vị trí thứ y của mảng A. Thì khi đó thầy thấy rằng là G0 bằng 0 bởi vì ở cái vị trí 0 không có số nguyên tố nào. Khi đó thầy để chuẩn bị sẵn cái mảng này, thầy chạy duyệt y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện công việc. Nếu cái f của thằng AI mà bằng chu, điều này có nghĩa rằng nếu AI là số nguyên tố, nếu AI là số nguyên tố thì chứng tỏ rằng đây các bạn nhìn trên trục số, nếu AI là số nguyên tố thì rõ ràng kết quả của bài toán sẽ bằng kết quả ở bài toán ở bước trước đó cộng thêm một đơn vị, bởi vì nó phát sinh thêm một số nguyên tố mà. Thì khi đó số lượng số nguyên tố ở vị trí thứ y sẽ bằng số lượng số nguyên tố ở vị trí thứ y trừ 1 cộng thêm 1, bởi vì nó phát sinh thêm một số nguyên tố. Ngược lại thì số lượng số nguyên tố của nó ngược lại thì chứng tỏ rằng cái số này không phải là số nguyên tố, vì nó không là số nguyên tố nên số lượng số nguyên tố của nó vẫn là S1. Đấy, nên cái đoạn này từ đây đến đây vẫn là S1 vì nó không thay đổi. Vậy thì ở đây ta sẽ có G của thằng Y bằng G ở vị trí trước đó, ở bước trước đó là GI trừ 1. Rồi, như vậy ở bước 4 nữa, ta đã chuẩn bị xong mảng G. Như vậy khi Y chạy cho tới N thì khi đó GN lưu số lượng số nguyên tố trong dãy số. Bởi vì GN là số lượng số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến N. Như vậy GN đó là chính là số lượng số dãy số, số lượng số nguyên tố trong dãy số này. Bây giờ thầy cho mình sẽ quay trở lại tiếp cái tư tưởng kế tiếp. Bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc là như vậy, sau khi chuẩn bị được mảng G xong thì thầy sẽ duyệt trên mảng G, duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số, duyệt từ cho y chạy từ 1 đến N, để ta duyệt trên mảng G nhé. Thì nếu đấy, thằng G ở vị trí thứ y mà bằng thằng G ở vị trí thứ n chia cho 2 trong một dãy số, khi ta đi đến một vị trí thứ y nào đó đấy, GN là số lượng số nguyên tố của cả dãy số, GI thì bằng GN chia 2, điều đó có nghĩa là số lượng số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến y sẽ bằng một nửa số lượng số nguyên tố trong toàn bộ dãy số. Điều đó có nghĩa là cái phần còn lại của nó cũng bằng một nửa, đúng, bởi vì hai nửa cộng lại nhau thì nó sẽ bằng thằng GN. Tuy nhiên khi code thì ta không nên để số chia 2 ở đây, bởi vì nó là phép toán chia nguyên. Vậy thì thầy quy đồng một số số 2 ở đây thầy ném sang bên này.
Thì vậy thì là 2 nhân với GI bằng GN. Sau khi thực hiện công việc trên xong thì Y là vị trí đẹp, ta đưa Y ra. Nhớ giữa mỗi thằng Y cách nhau một dấu cách hoặc là xuống dòng. Nhưng mà thông thường thì nó chỉ có một vị trí thôi. Bởi vì tổng này dãy này là không đổi. Rồi. Kế tiếp ta sang bước này, bước mấy này? Bước 3, bước 4, còn bước kế tiếp là bước 5. Bước 5 thì ta nếu P bằng 0 thì ta ghi 5 ra, sau đó kết thúc giải thuật. Đấy. Như vậy thì làm theo cái cách như trên thì ta gọi nó là phương bài giải bài toán học phương pháp quy hành động. Ở đây thì thầy lấy một cái ví dụ để ta hiểu rõ hơn cái ví dụ này, khi code thì ta cũng phải code vào nhé. Bây giờ thầy có cái chỉ số y là 1 2 3 4 5 6 phân tử đi. Để cho 7 phân tử. Các bạn chờ thầy một tí nhé. Tí nữa bài này thì ta cô thì nó đơn giản, cái là vì đây là lớp bài toán mới hoàn toàn đối với các em. Đây là dạy AI. Thầy cho là 3 4 6 5 7 11 19 12. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Đây mảng GI của thầy. Bắt đầu ở vị trí thứ 0 thì thầy có GI bằng 0. Bây giờ thầy cho y chạy từ 1 cho đến n. Đến vị trí thứ y thầy kiểm tra xem f của thằng 3 có phải là số nguyên tố hay không. Thì ta nhận thấy f của thằng 3 là số nguyên tố. À ok. Vì f3 là số nguyên tố nên nên ta nhận thấy số lượng số nguyên tố tới thời điểm này tăng lên một đơn vị. Vậy thì nó bằng số lượng số nguyên tố ở thời điểm trước đó cộng lên một đơn vị bằng 1. Các bạn cho thầy biết là số 4 có phải là số nguyên tố hay không? Nếu có các bạn comment số 1, nếu không các bạn comment số 0. Giúp thầy. Số 4 có phải là số nguyên tố không? Sao khá hơn thế nhỉ? Rồi, như vậy thì Hiếu trả lời rất ngầu. Việt cũng đưa ra được kết quả là nó không phải là số nguyên tố. Vậy thì ta sẽ như vậy, vì số 4 không phải là số nguyên tố nên số lượng số nguyên tố tới thời điểm này bằng số lượng số nguyên tố ở thời điểm trước đấy vẫn bằng 1. Số 6 không phải là số nguyên tố nên số lượng số nguyên tố tới thời điểm y bằng 3. Ở đây thì số lượng nguyên tố vẫn bằng 1. Tới số 5 thì số này là số nguyên tố. Thì số lượng số nguyên tố tại thời điểm này bằng số lượng số nguyên tố ở thời điểm trước đấy cộng lên một đơn vị bằng 2. Số 7 là số nguyên tố nên số lượng số nguyên tố của nó bằng thằng G của thằng Y trừ 1. Bởi vì ta đang ở vị trí thứ Y mà, thì GI trừ 1 là G4, G4 nó bằng 2 cộng lên một đơn vị bằng 3. Y bằng 6 thì thằng AI bằng 9. AI bằng 9 không phải là số nguyên tố, vậy thì GI sẽ bằng GI trừ 1. Tức là G5, G5 nó bằng 3, nó vẫn bằng 3. Số 12 không phải là số nguyên tố, nhưng vậy ở đây nó vẫn bằng 3. Vậy thì các bạn cũng để ý luôn là trên dãy số trên ta chỉ có một số các cái số nguyên tố này. Và rõ ràng G ở vị trí thứ 7 là G7, nó sẽ bằng 3. Đấy. G7 bằng 3 bởi vì trong phạm vi từ 1 cho tới 7 có 3 chữ. À, trong dãy số từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 7 nó chỉ có 3 số nguyên tố. Hay nói cách khác, trong toàn bộ dãy số này chỉ có 3 số nguyên tố nhá. Rồi, như vậy thì thầy trò mình đã hiểu rõ hơn ở cái chỗ này. Nói trong khi làm thì ta cũng có thêm một cái trường hợp nữa. Còn đó là trường hợp là dãy số không có số nguyên tố nào. Vậy thì các bạn ghi hoặc hoặc nó như này nhé, hoặc G của thằng N.
đây là cái nó khó quá. Chỗ gần này là ta ghi luôn nha. Chỗ này à. Chán lắm. Đây xử lý thế nào nhỉ? Đây. Và gần là nước không đi. Hai sai rồi, hai bị trả lời. Rồi, vậy thế thôi. Rồi trên đây là cái cách làm bài toán theo giải thuật theo thuật toán quy hành động. Thì không biết này, Trương với Dũng có nhắc nha gì thầy không? Sao nãy giờ thầy hát hơi thế? Thầy nghi ngờ hai đứa đang bên kia đang âm thầm nhắc thầy Thành ơi, thầy Thành ơi, làm thầy hát hơi đúng không? Rồi bây giờ thầy cho mình cùng cốt luôn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm theo cái cách này. Các bạn cũng có thể bật máy lên để hai tab, một tab là zoom, một tab là cốt, để thầy cho mình cùng tìm hiểu giải thuật sàng Eratosthenes nhé. Đó, ta sẽ giải bài toán bằng quy hành động. Bạn chờ thêm một giây. À, rồi thầy cho mình lại tiếp tục nhé. Thầy đã vừa xuống ăn ngay một quả chuối để cho nó đỡ hát hơi, thì thế nó không liên quan lắm.
Rồi, để chúng ta sang bài số 3. Đây là một bài khá hay và khó và cũng là một cái bài để phân loại các bạn là giải nhì với giải ba ở cấp thi kỳ thi cấp tỉnh. Ở cách 1 và cách 2 các em cũng sẽ cần phải làm nhé, bởi vì đi thi đó chính là cái cách mình có thể làm được trong giờ thi. Còn ở cách 3 này thì khi ta tự luyện lên tới chuyên nghiệp thì các em sẽ làm được theo cách 3 này. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện bài toán nữa. Các bạn cũng cùng làm luôn luôn nhé. Đây khai báo mỗi một cái mảng A cũng có n mắc phần tử. Khai báo một cái biến n. Mới thế thôi nhỉ. Say lucky. Cái tuyển tập và cái video về bài tập quy hành động này thầy đang xây dựng và cứ mỗi bài sẽ hãy hình thành cho các em các cái kỹ năng làm bài tập quy hành động để tránh ta phải học theo cái cách là học thuộc công thức. Tức là ta phải hiểu rõ bản chất của nó thì ta mới đi xa được. Còn học thuộc công thức thì nó lại học tủ thì nó không hay. Rồi, ta sẽ bắt đầu với Hiếu và các bạn nhé. Ta sẽ bắt đầu như sau. Đề bài thì cho n và dãy A1, A2, AN. Vậy thì ta sẽ nhập dữ liệu. Khi gõ thì các bạn chịu khó gõ nhanh tay một tí. Ngón tay nào không cần đến để thầy tặng cô Hiếu cái kéo để cô sẽ xử lý. Các em gõ nhanh tay vào. Có mấy dòng này gõ 1 phút là xong rồi. Rồi, bây giờ ta gọi giải thuật sàng ấy ra là tốt cho tới à quên chưa tính giá trị lớn nhất. Cái biến r max ban đầu thầy khởi tạo bằng âm 1 E9. Khi gõ r max phát nhảy lên đây gõ chữ r max luôn, khai báo luôn. Ta lại for này mà những cái vòng for như này ta nên để sẵn trong clipboard, ấn Ctrl C sẵn đấy. Khi gõ thì ta như vậy thì ta gắn r nếu thì ta gắn r max thì bằng max của thằng r max với thằng a thứ y. Ta có thể so sánh trực tiếp hoặc sử dụng luôn hàm max. Rồi bây giờ ta gọi gi là số lượng, số nguyên tố với trong cái đoạn từ 1 cho tới tới vị trí của mảng A. Rồi, thứ nhất ta chuẩn bị gi sau. Sau đó ta gọi giải thuật sàng ETA tốt cho tới thằng r max. Khi đó sau khi sàng xong rồi thì ta sẽ thực hiện thu được cái mảng FI. Như vậy thì thầy phải cần khai báo một cái mảng bool F có n max phần tử. Rồi, khai báo thêm một cái mảng g cũng có n max phần tử. Đấy, các bạn thấy trong đây khi mình code mình nghĩ dùng cái gì thì khai báo luôn. Cái con muỗi dán bay qua bay lại, à nó không phải con muỗi, nó là con bọ gì. Ta gọi gi là số lượng số nguyên tố cho tới vị trí thứ y, thì ở vị trí thứ không thì không có số nguyên tố nào, ta có g0 bằng 0 nên gọi là trường hợp cơ sở, trường hợp suy biến. Bây giờ ta sẽ thực hiện duyệt y chạy từ 1 đến n. Đấy, thầy lưu sẵn trong clipboard Ctrl V cái là sao. Nếu thằng F của thằng AI mà bằng chu, chữ bằng chu các em được phép bỏ đi nhé. Nếu F của thằng AI bằng chu, chữ bằng chu được phép bỏ đi. Thì số lượng số nguyên tố tại vị trí thứ y sẽ bằng số lượng số nguyên tố ở bước trước đó là bước thứ y trừ 1 cộng lên một đơn vị bởi vì nó là số nguyên tố. Ngược lại, thế thì số lượng số nguyên tố cho tới vị trí thứ y vẫn không thay đổi bằng số lượng số nguyên tố ở bước thứ y trừ 1. Khi đó thì ta lưu ý rằng thằng GN là số lượng số nguyên tố, GN là số lượng số nguyên tố trong dãy A là tất cả. Rồi, là số lượng số nguyên tố trong dãy này. Rồi bây giờ ta thực hiện tiếp. Bây giờ ta sẽ lại thực hiện cho y chạy từ 1 cho tới n.
Thầy nhận thấy nếu số lượng số nguyên tố ở vị trí thứ y mà bằng số lượng số nguyên tố trong toàn bộ dãy số mà chia cho 2 thì chứng tỏ tới vị trí thứ y ta đã có được một nửa số lượng số nguyên tố rồi. Thì nửa còn lại của nó chắc chắn là bằng cái thằng GI này, bởi vì tổng hai thằng bằng thằng GN mà. Thay vì việc chia cho 2, thầy quy đồng mẫu số số 2 sang bên trái thì ta được 2 nhân GI. Ta được 2 nhân GI bằng GN. Thì khi đó đây là một nghiệm. Thì cô đây các bạn nhấn chuột phải, chuột format user style cho nó nhảy vào cho nó đẹp ngay từ đầu. Thì ta thực hiện hai việc, việc thứ nhất ta sẽ out thằng y ra. Việc thứ hai là ta sẽ thực hiện khởi tạo cái thằng biến p bằng một, thể hiện rằng có một nghiệm. Trước vòng lặp for thì ta cần khai báo một cái biến cờ thì ta có thể khai báo luôn tại đây. Biến cầm cờ. Đấy. Sau vòng lặp for này thì ta cũng nhận thấy rằng luôn là nếu thằng GN mà lớn hơn không, tức là nó phải có số nguyên tố trong dãy số thì mới duyệt. Thì ta lại thực hiện tiếp là nếu quên, ta đang cốt. Nếu p của thầy mà vẫn bằng không thì chứng tỏ bị vô nghiệm, thì CA ra giá trị là năn, chứ năn là chữ in hoa nhé. Rồi bây giờ cái hay nhất mà chúng ta đang vừa làm được đó chính là cái công thức quy hành động này. Ta gọi GI là số lượng số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến y. Khi đó ta cho y chạy từ 1 đến n, nếu ai là số nguyên tố thì số lượng số nguyên tố tới vị trí thứ y thì bằng số lượng số nguyên tố tới vị trí thứ y trừ 1 cộng lên một đơn vị. Bởi vì thằng ai nó là số nguyên tố mà nên số lượng nó tăng lên. Rồi. Ngược lại thì GI bằng GI trừ 1 là số lượng số nguyên tố bằng số lượng số nguyên tố trước đấy. Rồi. Tới đây thì ta sẽ thực hiện tiếp yêu cầu của bài toán là ta sẽ gọi giải thuật sàng ERA tốt TENET, thầy gọi tắt nó là sàng ERA cho tới một cái giá trị U. Đây là giải thuật, thầy gọi xuống đây giải thuật sàng nguyên tố ERA tốt TENET. Giải thuật sàng nguyên tố ERA tốt TENET nó trả lời cho bài toán cho số nguyên dương n, hãy liệt kê các số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 tới n với chi phí rẻ nhất. Đó là cái bài toán gốc của nó. Vậy công việc của chúng ta đang cần liệt kê các số nguyên tố u nằm trong phạm vi cần liệt kê các số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 1 đến u. Vậy thì ta nhận thấy như sau. Bắt đầu thì người ta khởi tạo cái mảng F bởi cái giá trị chu để thể hiện rằng tất cả các số đều là số nguyên tố. Đấy. Sai ở F. Cái câu lệnh này là phủ toàn bộ mảng bởi giá trị chu nhé. Ở cái ông Eratosthenes ông nghĩ như thế này. Đầu tiên ông cho rằng tất cả các số nguyên dương nằm trong phạm vi từ 1 cho tới n đều là số nguyên tố. Đấy. Sau đó ông căn cứ vào định nghĩa số nguyên tố, ông xem rằng là số 1 không phải là số nguyên tố nên ông gắn bằng vô. Cái số nguyên tố đầu tiên bằng mà ông lấy xét đó chính là số 2. Vậy ta khai báo một cái biến y ở đây. Và ông ấy nhận thấy rằng là chừng nào y bình phương và nhỏ hơn bằng u thì thực hiện công việc. Nếu thằng y chưa bị xóa, tức là nếu thằng y mà còn là số nguyên tố thì thực hiện các công việc sau. Thỉnh thoảng các bạn nhập code xong các bạn nhấn chuột phải chọn format để cho nó nhảy vào đúng vị trí của nó nhé. Thì ta nhận thấy vì y là một ước nguyên tố nên tất cả các bội số của y, ví dụ như 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8, nó là bội số của y nên nó không phải là số nguyên tố. Vậy thì thầy nhận thấy chừng nào thằng y nhân với thằng k mà nhỏ hơn là bằng thằng u thì thầy thực hiện công việc như sau. Việc thứ nhất, thầy xóa cái số bội số này đi. Rồi xóa đi tức là ta xóa bội bội số của y không là số nguyên tố. Đúng rồi, bội số thì nó có bằng hai số nhân với nhau thì làm sao là số nguyên tố được, đúng không? Ủa thôi. Bay mau. Ờ thôi, mấy đứa kia lại bay mau này. Các bạn chờ tí. Thế.
Thế thầy trò cái quên không tạo không thêm thời hạn thời gian cho lớp học cái là bay màu luôn. Recording in progress. Rồi ta tiếp tục nhé. Rồi khi đó ta có k cộng cộng. Để sang nghĩ ra tốt thế nét. Mọi người vẫn chưa làm. Rồi, Việt đã quay trở lại. Rồi ta tiếp tục nhé. Ở cái chỗ vừa rồi thì ta nhận giải thuật sàng nguyên tố Eratosthenes nó hoạt động như này. Ban đầu ông quan niệm tất cả mọi số đều là số nguyên tố. Sau đó số 1 không phải là số nguyên tố, ta xóa số 1 đi. Bắt đầu ta cho y chạy từ 2 trở đi. Thì là vì hai là thừa số nguyên tố đầu tiên mà. À, là vậy thì chừng nào y bình nó còn nhỏ hơn u thì ta nhận thấy nếu y là số nguyên tố thì ta thực hiện xóa đi tất cả các bội số của y. Bội số bé nhất của y là 2 nhân y, 3 nhân y, 4 nhân y, 5 nhân y, đấy nó lần lượt tăng lên. Đó, đến khi nào nó xóa xong hết bội số của y rồi thì nó tăng y lên một đơn vị để nó xóa đi bội số kế tiếp. Còn ngược lại nếu mà y đã bị xóa trước đó rồi thì ta khởi tạo, ta sẽ tăng y bên ngoài. Sàng Iran, cái mình đặt tên là sàng Iran nó có chữ S in hoài.
Đây giải thoát ra sáng nguyên tố mà thầy trò mình sẽ dùng. Các bạn còn lại vào rồi. Như vậy thì ban đầu ta xem tất cả các số không phải là số nguyên tố, à, tất cả các số là số nguyên tố. Số 1 không phải là số nguyên tố, ta xóa nó đi. Ta lần lượt đi xóa các cái bộ số của số nguyên dương y. Y ban đầu là số 2, bởi vì số 2 là số nguyên tố đầu tiên. Chừng nào y bình nhỏ hơn u thì ta nhận thấy nếu y chưa bị xóa thì ta đi xóa tất cả các bộ số của y, bao gồm có 2 nhân y. Đấy, sau đó tăng k lên bằng 3, 3 nhân y, vân vân. Các bạn chờ đợi đi. Vâng, alo. Đúng rồi em ơi, có việc gì không em? Ừ. Ừ, cảm ơn em nhá. Nếu mà em cho không thì anh nhận nhá. Sắp Tết rồi đang thiếu tiền tiêu. Cảm ơn em nhiều. Tôi mệt quá. Này, đang hát hơi gần chết thì anh ơi, em đang ở bên công ty tín dụng, anh có nhu cầu vay hay không? Buồn quá. Thầy Thành đúng là... thầy có hỏi họ bảo vay không trả có được không? Thế họ tút tút luôn, buồn quá. Thì với mỗi số nguyên dương k thì nó sẽ thực hiện là tăng tăng ra là 2 nhân y, 3 nhân y, 4 nhân y. Cái công việc này người ta gọi là xóa đi các bộ số của y nhá. Thao tác này sau khi xóa xong thì ta tăng y sang thằng kế tiếp đấy. Sau khi tăng xong, nếu mà thằng kế tiếp chưa bị xóa thì lại xóa đi các bộ số của thằng đó. Quá trình trên lặp đi lặp lại đến khi nào y bình lớn hơn u thì khi đó ta là các bộ số của y đã xóa xong. Sau khi thu chạy xong đoạn chương trình trên, ta thu được mảng F lưu trạng thái các số nguyên tố từ 1 cho tới U. Đấy. Bây giờ trong chương trình chính thì mình gọi giải thuật sàng nguyên tố ở chỗ này. Khi sử dụng sàng nguyên tố, lưu ý ta phải xác định xem ta định sàng tới đâu. Ta không thể sàng tới N, bởi vì N nó là số lượng phân tử chứ không phải là giá trị của AI. Do đó thường ta sẽ thường sàng cho tới giá trị của một cái chỗ mà mình định làm. Thông thường nó là giá trị của thằng AI. Rồi. Giá trị của thằng AI lớn nhất hoặc giá trị cần sàng lớn nhất. Rồi kế tiếp thì ta sẽ thực hiện tính số lượng số là số nguyên tố nằm trong đoạn từ 1 cho tới y. Rồi sau đó thầy trò mình sẽ duyệt trên dãy số, nếu có một cái vị trí nào đó chia dãy số thành hai phần có số lượng số nguyên tố bằng nhau thì đó là vị trí đẹp và ta đánh cờ bằng 1. Đấy. Sau vòng lập for, nếu cờ mà bằng 0 thì chứng tỏ là nó vô nghiệm. Đấy. Bây giờ thầy sẽ thử chạy đấy một cái test. Khi chạy test lần đầu tiên, các em nên chạy test của đề bài nhé, để tránh ta code sai ngay từ đầu mà ta cứ sửa, mất công nên lầm nhầm. Hãy cố gắng chạy test đề bài ngay từ đầu. Được ngày chủ nhật hướng dẫn các em học buổi sáng mà sao thầy xúc động thế. Sụt sùi từ sáng giờ. Và hai là như vậy, có vị trí thứ hai là vị trí này, chia dãy số bên trái này ta có một số nguyên tố, bên này bên phải cũng có một số nguyên tố đấy. Nên số 2 đây là vị trí nhá. Rồi trên đây là cái giải thuật để làm bài toán Selaki, là bài để cho một cái dãy số yêu cầu đưa ra tất cả các vị trí đẹp mà sao cho chia dãy số thành hai phần có số lượng số nguyên tố bên trái bằng số lượng số nguyên tố bên tay phải các em nhé. Cái video riêng cái phần số nguyên tố này thầy up trên cái chuyên mục là bài tập quy hành động cơ bản, các em nhớ theo dõi nhé.